Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 27. Chương 261. Thỉnh cầu của tiểu quỷ. À cái này, người thanh niên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, muốn phản bác lại nhưng nhận ra không biết nên nói gì. Đương nhiên rồi. Một nhân viên cao lớn khác cười nói. Chúng tôi sẽ không hạ thấp đánh giá bởi vì cá nhân người lính yêu cầu sự hợp tác của quân đội tuần tra thành phố. Trên thực tế, cho dù chủ ý này do anh ta hay chuyên gia phân tích thông tin của anh ta đưa ra, anh ta có thể yêu cầu sự hợp tác của quân đội tuần tra thành phố đã là một chuyện tốt. Chúng ta không sợ những người có năng lực yêu cầu hợp tác, điều chúng ta sợ là những người có năng lực từ chối hợp tác. Vì vậy cho anh ta đánh giá này đã là rất tốt rồi. Dù sao nghe nói anh ta vẫn là người mới. Vậy nên, nhìn hai tiền bối với thái độ dè dặt và lời nói rất ngạo mạn, người thanh niên tỏ ra hơi khó hiểu. Công việc mà nhóm đánh giá rủi ro mất kiểm soát chúng ta phải làm nối gót theo sau những người có năng lực sau khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích tình hình xem có còn cách giải quyết nào tốt hơn không, sau đó sử dụng hình thức thảo luận để đưa ra đánh giá về nhiệm vụ của họ. Hai tiền bối lập tức nghẹn họng, nhìn người thanh niên với ánh mắt sâu thẳm. Người thanh niên hơi rùng mình, bắt đầu có chút lo lắng về việc liệu mình có thể vượt qua kỳ thực tập hay không. Cậu sai rồi. Tiền bối hơi mập hơn suy nghĩ một lúc, sau đó mới nghiêm túc nhìn người thanh niên. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là đánh giá xem có cách giải quyết tốt hơn hay không, mà là đánh giá xem bọn họ còn sót lại bao nhiêu nhân tính trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Càng nhiều nhân tính, nguy cơ mất kiểm soát càng thấp. Đúng rồi. Tiền bối hơi cao hơn cảm thán, nói thành khẩn, có thể cậu không biết người có năng lực này. Lúc đầu nguy cơ mất kiểm soát được cấp trên xác định là 85%, theo sau đó cậu ta liên tục làm tốt các nhiệm vụ đã hạ xuống dưới 80%. Nhưng lại vì cuộc tập kích của đoàn kỵ sĩ trước đó vào thành phố, nó đã tăng vọt lên, thậm chí vượt quá 90%. Nhưng hiện tại, không biết có tiến triển gì mới không? Theo số liệu, lại có chút giảm xuống. Bây giờ là 85%. Người thanh niên hơi kinh ngạc. 85. Con số này vượt quá giới hạn tuyển dụng thì phải. Đúng vậy. Tiền bối cao lớn gật đầu. Còn việc của chúng ta chính là âm thầm quan sát cậu ta, xem có thể giảm bớt một chút hay không. Đánh giá theo biểu hiện của nhiệm vụ này, tôi cho rằng giảm xuống 5% là không thành vấn đề. Chỉ 5% có hơi ít. Khi đối mặt với những ý kiến bất đồng, người thanh niên cảm thấy vấn đề có vượt qua kỳ thực tập hay không không quan trọng. Tiếp tục kháng cự một cách yếu ớt, tôi thấy anh ta làm việc rất hòa nhã và tốt bụng, cũng như luôn bảo vệ những người khác hết mình. Hơn nữa, từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này đến việc xử lý cuối cùng, anh ta đã làm tốt hơn nhiều so với những người bình thường. Cậu nói rất đúng, nhưng cậu đã bỏ sót một chi tiết. Nhân viên mập chậm rãi nói. Cuối cùng khi cậu ta bị uy hiếp bởi người có năng lực linh hồn người chết bắt con tin. Có vẻ như cậu ta là người có năng lực đã dùng lời nói để đe dọa trước, sau đó thừa dịp hắn không phòng bị mà bất ngờ ra tay, khóa hắn trong cơ thể người. Cụ thể là làm sao cậu ta làm được, điều đó không thuộc phạm vi công việc của chúng ta, không đáng để thảo luận. Nhưng điều làm tôi quan tâm nhất là cậu ta không hề phản ứng gì trước việc đối phương bắt con tin để uy hiếp. Có thể hiểu rằng đây là cậu ta đang phá bỏ tâm lý phòng thủ của đối thủ, nhưng nếu cậu ta thực sự không quan tâm thì sao? Khi người thanh niên nghe đến đây, cậu ta nhất thời không nói nên lời. Một người quan tâm đến người khác như vậy, nhưng lại không quan tâm đến con tin, dường như là một điều rất mâu thuẫn. Tôi có ý kiến khác về điều này. Tiền bối cao ở bên nhíu mày nói, tuy rằng có khả năng này, nhưng khả năng tương đối thấp. Tiền bối mập nói, thấp cũng là có khả năng mà. Tiền bối cao nói như vậy, trên đời này ai cũng có thể là biến thái, chỉ cần bới ra một tỷ lệ nhỏ nhất. Đứa trẻ này đã lấy trộm kẹo của bạn khác, có phải tôi nên nghi ngờ rằng lớn lên nó chắc chắn sẽ là tội phạm, nên sớm diệt trừ không? Tiền bối hơi mập nói, chà, cũng có lý. Vậy ý của anh là, lại điều cao hơn. Nếu không thì lần này thôi vậy, mỗi lần sửa đổi bình xét cấp bậc, chúng ta đều phải viết báo cáo bổ sung. Vậy thì lần sau cho cậu ta cao hơn một chút, để lùi lại. Tôi cảm thấy được đấy.
Người thanh niên vừa mới có chút hâm mộ trong lòng lại bối rối. Đây không phải vẫn là thảo luận cho ra kết quả sao? Lái xe, lái xe. Lúc này, hai vị tiền bối đã đưa ra đáp án cuối cùng, thấp giọng hét lên, cậu ta vừa lựa chọn nhận nhiệm vụ khác. Xem ra chúng ta phải đến thành phố vệ tinh 4. Cũng vào lúc này, Lục Tân đang ngồi trên chiếc xe máy đang đậu gần sở cảnh vệ ở dưới ánh đèn đường, nghiêm túc nhìn vào màn hình hiển thị nhỏ được gắn trên khe cắm thẻ trên cánh tay. Bên trên là tư liệu mà Hàn Băng vừa gửi qua cho mình. Nội dung là theo yêu cầu của anh, Hàn Băng tận lực giúp mình lựa chọn nhiệm vụ người chạy việc vòng ngoài có điểm cống hiến khá nhiều. Tiểu quỷ ở thành phố vệ tinh 4 thỉnh cầu điều động một vị có năng lực hệ nhện đến hỗ trợ. Trong băng tần, Hàn Băng nhẹ giọng nói thêm, ngọn nguồn của vụ việc lây nhiễm lần này là một vụ ám sát chủ doanh nghiệp không rõ nguyên nhân ở thành phố vệ tinh 4. Vụ việc được nhóm điều tra cho là có điều bất thường, sau đó do tiểu quỷ phụ trách điều tra. Sau một tháng, cô ấy đã phát hiện một số manh mối hữu ích và chuẩn bị ra tay để xóa sổ đối thủ ngay lập tức. Vì vậy cô ấy đã gửi yêu cầu đến bộ tư lệnh để được viện trợ. Lục Tân gật đầu, chậm rãi vuốt màn hình, nhìn thấy tư liệu về một số vụ án hình sự xảy ra. Cách đây không lâu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh doanh Ngân Hoàn ở thành phố Vệ Tinh 4 đã bị giết hại dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Cửa ra vào và cửa sổ còn nguyên vẹn, đầu mất tích. Các thành viên của tổ chức bất hợp pháp và tội phạm của phường hội áo vest đỏ đã bị giết chết hàng loạt, chân tay được đặt trong chậu cây. Số thứ 3 của câu lạc bộ câu chuyện Mặt Trăng Máu, những con ma không đầu lang thang trong thành phố vệ tinh 4. Nhìn những tư liệu này, Lục Tân không khỏi nhíu mày. Quá hỗn loạn, chỉ lật vài trang anh đã thấy chỗ tư liệu này có các vụ án giết người được báo chí thường xuyên đưa tin. Còn có những sự kiện kỳ lạ được ghi chép làm tư liệu nội bộ bị nghiêm cấm tiết lộ, và cả những câu chuyện kỳ lạ đô thị được phát biểu trong hội truyện. Thứ không liên quan này, làm sao lại kết hợp được với nhau? Đây đều là tư liệu tiểu quỷ nộp lên bộ tư lệnh. Hàn Băng nhẹ giọng giải thích, bản thân tiểu quỷ là đãi ngộ tài năng đặc biệt cấp 3, có tính tự chủ rất cao. Chuyện này sau khi được cô ấy tiếp quản, cũng do cô ấy toàn quyền phụ trách, ngay cả tư liệu trên tay chúng ta bây giờ cũng do cô ấy đưa đến. Vì vậy, nhóm thông tin chúng ta cũng chưa nhận được báo cáo cụ thể sự việc đã tiến triển đến bước nào. Chúng ta chỉ biết chuyện này vô cùng quan trọng và mức độ nguy hiểm. Sau khi dừng lại một chút, cô ta nói, nó được đặt ở cấp độ 3. Cấp 3. Lục Tân hơi xúc động, vậy thì... Giọng Hàn Băng nhanh nhẹn hơn, thù lao tổng thể đã đạt tới 1 triệu tệ, còn có 100 điểm cống hiến. Đối với thành phố Thanh Cảng, đây được xem là một chuyện lớn. Hàn Băng nói, theo lý mà nói, tiểu quỷ xin sự trợ giúp của một người có năng lực hệ nhện, thì người được lựa chọn đầu tiên sẽ là anh Bích Hổ. Lục Tân gật đầu, xem tư liệu thì Bích Hổ là tài năng đặc biệt cấp 3, quả thực cao hơn mình. Sau đó, có chút lấy làm lạ, vậy tại sao tôi có thể tiếp nhận? Bởi vì, Hàn Băng dường như không nhịn được cười nói, anh Bích Hổ vẫn luôn sợ tiểu quỷ, tỏ ra rất không nhất quán trong việc xử lý vụ việc lây nhiễm tinh thần. Cảm xúc của người có năng lực ở hai phía hợp tác cũng là một yếu tố cần được xem xét nghiêm túc, vì vậy không làm khó anh ta. Tại sao? Không phải tiểu quỷ rất đẹp sao? Lục Tân hơi kinh ngạc, nhưng đối với anh mà nói, quyết định này không khó để làm được, có điều không thành vấn đề, tôi sẽ đến đó. Thủ lao triệu tệ gì đó, thực sự không quan trọng. Quan trọng là 100 điểm cống hiến. Mình chỉ thiếu 45 điểm là có thể đạt đến cấp 3. Nếu được chia đôi. Hàn Băng cười nói, được rồi, tôi sẽ thông báo cho tiểu quỷ. Cái đó. Lục Tân vốn nghĩ thù lao không quan trọng, dừng một chút mới hỏi, không chỉ điểm cống hiến, mà thù lao cũng sẽ chia cho tôi đúng không? Đúng vậy. Hàn Băng cười rất vui vẻ, tiểu quỷ luôn là người rất rộng lượng. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão. Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 262, ông chú tiểu quỷ 1. Vì không biết cụ thể là khi nào tiểu quỷ định tấn công tổ chức anh đang điều tra, cho nên Lục Tân quyết định đến đó sớm một chút để bàn bạc biện pháp đối phó với cô ta. Tối hôm đó, anh nhờ Hàn Băng giúp đặt vé xe đến thành phố vệ tinh 4,
sáng sớm hôm sau thì xuất phát. Tàu điện ngầm đi càng lúc càng cao, cuối cùng đã leo lên đường ray trên cao cách mặt đất hàng chục mét, xuyên qua bầu trời phía trên thành phố. Ầm ầm, khi tàu cao tốc rời khỏi bức tường cao của thành phố vệ tinh 2, anh lập tức cảm thấy có ánh nắng đột ngột tràn vào. Lục Tân nhìn ra ngoài cửa sổ xe và thấy một cảnh tượng làm người ta vui vẻ sảng khoái. Chỉ thấy giữa những bức tường cao vĩ đại có những mảng lớn cây cối xanh tươi và thảm thực vật bao phủ một số công trình kiến trúc bị tàn phá. Cách bố trí của thành phố Thanh Cảng là hình thức thường thấy nhất trên thế giới sau sự kiện mặt trăng máu. Bên trong là thành phố chính của thành phố Thanh Cảng với kiến trúc tốt nhất và hương vị hiện đại nhất. Xung quanh thành phố chính có 5 thành phố vệ tinh theo thứ tự là Đông, Nam, Tây, Bắc và đài quan sát, trông giống như một bàn tay khổng lồ trải rộng trên mặt đất. Thành phố chính ở phía xa, tựa như phản chiếu màu bạc tỏa ra là lòng bàn tay, thành phố vệ tinh là ngón tay. Giữa thành phố vệ tinh và thành phố chính là đồng ruộng, vựa trái cây, đồng cỏ, nhà kính và một số ao hồ và sông ngòi. Tiếp tục đi ra bên ngoài chính là vùng đất hoang vu không nhìn thấy điểm tận cùng. Giữa 6 thành phố phân bố rất nhiều mạng lưới đường sắt trên cao. Ban đầu khi còn nhiều người bị bệnh điên trong vùng đất hoang vu, thành phố Thanh Cảng dựa vào những chuyến tàu cao cách mặt đất gần 100 mét này để vận chuyển hàng hóa và ngăn chặn sự tấn công của những kẻ mắc bệnh điên. Tuy nhiên, ngày nay ngày càng có ít người bị bệnh điên, giao thông mặt đất cũng phát triển mạnh, loại đường sắt trên cao qua nhiều thành phố khác nhau đã trở thành một nét đặc trưng. Ngày nay, những người qua lại chủ yếu giữa các thành phố mới chọn phương thức di chuyển này. Suy cho cùng, vì là đường trên cao nên việc rời khỏi thành phố kín cổng cao tường cũng không tính là rời thành phố. Còn trên mặt đất, cho dù là từ một thành phố vệ tinh đến một thành phố vệ tinh khác, hệ thống cũng sẽ xác định rằng đã ra khỏi thành phố. Khi tàu cao tốc dừng lại ở ga của thành phố vệ tinh 4, Lục Tân theo dòng người xuống buồng xe, sau đó đi đến cuối đuôi xe nhận xe máy của mình. Quan sát kỹ một lúc thấy xe máy không bị chảy xước do việc nhân viên đẩy tới đẩy lui thô bạo, anh mới yên tâm. Sau đó phóng xe qua lối đi ngầm đến vị trí lối ra trên mặt đất. Trên tàu cao tốc đã gọi điện cho tiểu quỷ, lúc này cô ấy hẳn đang đợi mình ở đây. Lục Tân đảo mắt nhìn vài lần, sau đó ánh mắt dừng lại, nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang vẫy tay với anh. Xin chào. Lục Tân nhanh chóng dắt xe đi tới, tươi cười chào hỏi. Khi lời nói vừa cất lên môi, anh hơi khựng lại, không biết nên gọi cô ấy như thế nào. Anh... chị, em gái tiểu quỷ. Hè hè, anh chính là tiểu binh đúng không? Trước khi Lục Tân có thể nghĩ ra một cách gọi thích hợp, tiểu quỷ buộc tóc đuôi ngựa đã nhìn anh một cách hiền hòa, mỉm cười và đưa tay ra, nói, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng lúc đó quá hỗn loạn, không trò chuyện được nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đến hỗ trợ công việc của tôi. Vốn dĩ tôi muốn tìm Bích Hổ đang nghỉ ngơi, nhưng anh ta nói mình bị đau bụng. Bích Hổ nghỉ ngơi. Lục Tân hơi phản ứng lại, lúc này mới hiểu được cô ấy đang ám chỉ cái gì. Vội vàng cười nói, nên mà, tôi cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Cô gái trước mặt trông thuần khiết, gọn gàng, đang ở độ tuổi sung mãn và vô cùng trẻ tuổi. Nhưng vẻ hiền hòa trên khuôn mặt thật sự khiến Lục Tân cảm thấy có chút kỳ lạ khi nói chuyện với cô ấy. Trong tiềm thức anh lại cảm thấy mình thấp đi một nửa. Chủ yếu là vì vai vế thấp hơn một nửa chặng. He he, được rồi, tinh thần của chàng trai rất tốt. Tiểu quỷ giơ ngón tay cái, mở nắp bình giữ nhiệt uống một ngụm, nói, đừng ngây ra đó nữa, đi thôi, tôi đưa anh đi ăn cơm. Ờ, được. Lục Tân ngửi được mùi rượu trong bình giữ nhiệt, nhất thời có chút cảm thấy kính nể. Anh đợi ở đây. Tiểu quỷ nhanh chóng lái xe của cô ta tới, ánh mắt Lục Tân có chút chăm chú. Đó là một chiếc xe 3 bánh dì xét không có mái che, phía sau kéo theo một thùng xe, sơn bong chóc nhiều chỗ. Còn là loại dùng trong nông nghiệp. Tiểu quỷ mặc đồng phục học sinh, đi giày thể thao, cột tóc đuôi ngựa, đột nhiên lái xe 3 bánh. Lập tức thu hút vô số sự chú ý, kéo thắng xe, cười vỗ vỗ thùng sau xe nói, lên xe đi, chàng trai. Còn chờ cái gì? Xe máy của anh, cứ ném nó lên. À, hay là anh chạy theo phía sau cũng được. Lục Tân đồng ý, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói. Đây là xe của cô à?
đúng vậy. Tiểu quỷ lại mở nắp bình giữ nhiệt uống một ngụm, nói, chiếc xe này được cái, uống rượu khi lái xe cũng không kiểm tra. Lục Tân đột nhiên cảm thấy những gì cô ấy nói khá hợp lý. Thế là, tiểu quỷ vén tay áo lên, lộ ra hai cánh tay trắng nõn và mềm mại, nắm tay lái, vững vàng lái xe đi trước dẫn đường. Lục Tân điều khiển xe máy của mình và đi theo phía sau với tốc độ như con ốc sên. Chiếc xe ba bánh dường như đốt nhiên liệu không được tốt lắm, khói đen liên tục bốc ra. Đi được nửa đường, Lục Tân dừng lại xem xét, phát hiện thấy cả chiếc xe màu bạc đều bị bôi đen. Không còn cách nào cả, đi theo sau cách xa cô ấy một chút. Dù sao chiếc xe của tiểu quỷ lái rất ổn định, cho dù đi bộ cũng có thể theo kịp. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 263, Ông Chú Tiểu Quỷ 2. Tiểu quỷ nói đi ăn cơm, vốn dĩ lúc đó Lục Tân cũng không đói, nhưng theo suốt chặng đường, theo đến đói bụng. Vốn tưởng rằng tiểu quỷ sẽ mời mình ăn cơm, dù không đi nhà hàng lớn thì cũng nên đến một quán cơm nhỏ có thịt. Dù sao họ đang đi công tác, còn được thanh toán lại. Hơn nữa trước đó Hàn Băng từng nói với mình rằng tiểu quỷ là một người rất rộng rãi. Nhưng sau khi đi theo tiểu quỷ cả chặng đường đến một khu chung cư ở trung tâm thành phố, Lục Tân hơi ngạc nhiên. Đây là... Dừng xe nhìn dãy nhà dân cư xung quanh, Lục Tân có chút không hiểu. Đây chính là nhà của tôi. Đi, lên nhà ăn cơm, sau đó lại bàn bạc nhiệm vụ. Tiểu quỷ bước xuống xe, đậu xe ba gác, chắp tay sau lưng bước lên lầu. Vậy mà lại tới nhà ăn cơm. Lục Tân có chút bất ngờ. Nhưng thấy tiểu quỷ đã vào trong tòa nhà, anh cũng vội vàng khóa xe, nhìn một cái rồi nhanh chóng đi theo. Ngô Cách Cách về rồi à? Khu chung cư này trông đầy phong cách và sạch sẽ, hành lang cũng sôi động hơn những nơi khác. Hôm đó là cuối tuần, lại đang là giờ cơm, có rất nhiều người ra vào. Khi đứng đợi thang máy, anh nhìn thấy hàng xóm họ chào hỏi nhau thân thiết. Có một bà cụ vẻ mặt hiền từ, nhìn tiểu quỷ cười tít mắt. Còn lén liếc Lục Tân cười và cười nói, chàng trai này là bạn của cháu à? Là đồng nghiệp của cháu. Bà Vương, bà lại mua món gì ngon à? Tiểu quỷ đáp lại ngay, giọng nói thanh thúy và trong veo, giống như một thiếu nữ tò mò và đáng yêu. Với câu trả lời và biểu hiện phù hợp với thân phận của cô ấy như vậy, Lục Tân rõ ràng lại cảm thấy rằng cô ấy đang giả vờ non nớt. Chào ôi, mũi cháu lại thính rồi, mua một ít cá đuối vàng. Bà cụ hiền từ vén cái giỏ cho tiểu quỷ xem, rồi cười nói, chiên xong bà sẽ mang qua cho nhà cháu một ít, cháu nữa. Đôi bạn trẻ nắm tay nhau bên cạnh cũng nói đùa, người đàn ông giơ tay nói, vợ cháu rất thích ăn cá đuối vàng do bà Vương nấu. Anh cũng biết em thích, vậy mà không biết mua cho em. Cô gái bên cạnh liếc anh ta của trách, sau đó cười lấy ra một hộp quả anh đào từ trong bao ni lông nhét vào tay bà cụ, cười nói. Lúc trước đã ăn biết bao nhiêu lần món ngon do bà Vương nấu đến ngại luôn rồi, chút hoa quả này bà mang về cho con cháu ăn. Chao ôi, không được đâu, cái này đắt, không có gì đắt với không đắt, đều không ngon bằng cá đuối vàng. Đang lúc nhường qua nhường lại, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ hơi mập đẩy một cụ già ngồi trên xe lăn đi ra. Mặt nở nụ cười thân thiết và lễ phép, chào hỏi hàng xóm, dì Vương, Tiểu Tôn và cả Cách Cách. Mọi người đều về rồi à? Một nhóm hàng xóm đều nhường sang một bên, chị Lưu lại đẩy ba chồng xuống đi dạo à? Sau khi vào thang máy, mọi người vẫn còn bàn luận, chị Lưu cũng thật tốt, chồng chạy xe vận tải chết ở bên ngoài. Ba chồng lại bị gãy chân, sau cùng không những không đuổi ba chồng trở về mà còn chăm sóc ông, thói đời. Hiện nay không còn mấy người tốt như vậy, Lục Tân đứng giữa họ yên lặng lắng nghe. Anh cũng cảm thấy những người hàng xóm của tiểu quỷ thực sự rất tốt. Thật tốt khi có những người hàng xóm quan tâm nhau như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Tiếc là có quá ít người sống trong tòa nhà cũ của mình. Ba, mẹ, con đã về. Căn nhà nơi tiểu quỷ sinh sống cũng khá rộng rãi, có vẻ rộng từ 140 đến 150 mét vuông. Trang trí theo phong cách cổ điển và đôn hậu, bày biện nhiều chậu cây nhỏ tinh xảo và kệ sách, không khí rất văn vẻ.
vừa bước vào cửa đã có một nam một nữ trung niên tất bật ra đón. Họ trông ngang nhau chừng 40 tuổi, người đàn ông đeo kính, người phụ nữ mặc bộ sườn xám kiểu ở nhà màu xanh lam, trông vô cùng khí chất. Từ những bức ảnh trong phòng khách của họ, có thể thấy bức ảnh chụp chung với học sinh, họ đều là giáo viên. Ơ kìa, mau ngồi, mau ngồi. Ba mẹ của tiểu quỷ nhìn thấy Lục Tân bước vào cửa với cô ta, vẻ mặt họ có chút ngạc nhiên, nhìn quan sát Lục Tân rất niềm nở. Cuối cùng Cách Cách cũng kết bạn. Đây là đồng nghiệp của con, ba mẹ ngồi chơi với anh ấy, con đi nấu cơm. Tiểu quỷ quan tâm đến Lục Tân, chàng trai, đừng khách sáo, cắt táo ăn đi. Vừa nói, cô ta vừa lấy tạp dề và đi vào bếp. Trước sự nhiệt tình của cả nhà này, Lục Tân không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ghế sofa. Ba mẹ tiểu quỷ ngồi hai bên trái phải, họ nhìn quan sát Lục Tân, tỏ ra vô cùng vui vẻ và len lén trao đổi ánh mắt, còn có thể trông thấy họ xúc động như chút được gánh nặng. Anh chàng thật tốt, mẹ của tiểu quỷ nhìn Lục Tân đầy quan tâm, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 23, cháu tên. Lục Tân lưỡng lự, băn khoăn không biết có nên nói tên thật của mình hay không. Theo quy định của họ thì có lẽ tất cả đều dùng danh hiệu để giao tiếp. Trên thực tế, anh không biết tên thật của tiểu quỷ. Hơn nữa, theo lý mà nói, anh cũng không nên tiếp xúc với người nhà của tiểu quỷ. Tiểu quỷ đưa anh về nhà ăn cơm, vốn đã có chút không phù hợp với thói quen của một người có năng lực. 23, rất tốt, rất tốt. Ba của tiểu quỷ ngược lại không làm khó Lục Tân, liên tục cười gật đầu, Cách Cách nhà chú, cũng đã tròn 18. Cháu đừng thấy tính tình nó có chút kỳ quái, nhưng thật ra con người khá tốt. Hai cô chú vốn định đợi con bé tốt nghiệp cấp 3 sẽ cho nó thi đại học, nhưng bản thân con bé không mấy hứng thú nên cũng đành thuận theo con bé. Bây giờ khá quan tâm đến chuyện đại sự của con bé. Hai đứa, hiện giờ đến bước nào rồi? Phụt! Lục Tân suýt nữa phun trà ra ngoài, đột nhiên cảm thấy không đúng. Có phải ba mẹ của tiểu quỷ đã hiểu lầm điều gì rồi? Ba mẹ nghĩ gì vậy? Lúc này, tiểu quỷ mới ló đầu ra khỏi bếp, chân mày nhíu chặt mà nói, đây là đồng nghiệp của con, tiểu binh, đến giúp con giải quyết công việc. Đây mới là lần thứ hai bọn con gặp nhau. Con nói hai người, người, trẻ tuổi có thể tỉnh táo hơn một chút về suy nghĩ của mình được không? Đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung tới những thứ này, tập trung tinh thần và thể lực nhiều hơn vào sự nghiệp không phải là tốt hơn sao? Điều này, ba mẹ của tiểu quỷ bỗng trở nên lúng túng. Một lúc sau, mẹ của tiểu quỷ đẩy trái cây về phía Lục Tân và ngượng ngùng nói, cháu ăn đi, cô đi giúp nó nấu cơm. Lục Tân ngồi trong phòng khách với ba của tiểu quỷ, tròn xoe mắt. Giọng nói bất lực của tiểu quỷ ngay sau đó vọng ra từ phòng bếp, tiểu vương à? À, không, mẹ. Mẹ lớn thế này rồi mà còn vụng về, con cá đó mà đánh vậy như thế sao? Mẹ phải để ngang dao con dao mà đánh. Sao nữa? Nói mẹ đôi ba câu đã không vui. Mấy người trẻ như mẹ thật không biết đang nghĩ gì. Uổng công mẹ còn là giáo sư đại học, dáng vẻ này sao có thể dạy bọn trẻ đây? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 264 thì là rất nhiệt tình một. Mặc dù ăn ở nhà, nhưng bữa tối lại phong phú một cách đáng ngạc nhiên. Có vẻ như chỉ sau nửa tiếng loay hoay trong bếp, tiểu quỷ đã hấp xong cá, xào một vài món, hầm thịt kho tàu để ăn cùng với cơm, tiện thể giáo huấn mẹ mình trong 10 phút. Khi tất cả các món ăn đã được bày ra bàn, tiểu quỷ khui bình rượu sứ trắng, sau đó ân cần săn sóc Lục Tân với ba mẹ, nào nào nào, ăn cơm thôi. Ba mẹ của tiểu quỷ bày ra dáng vẻ đầy tuyệt vọng, thỉnh thoảng còn nhìn Lục Tân với ánh mắt cầu cứu. Lục Tân có thể làm gì? Tất nhiên là giả như vô hình, nhân tiện ăn hai chén cơm. Tiểu binh à, đừng chỉ ăn, nào nào nào, rót đầy rượu vào. Tiểu quỷ rất nhiệt tình, không chỉ ăn phần mình, uống từng ngụm rượu nhỏ, mà còn tiếp đãi Lục Tân. Bởi vì đến lần đầu, Lục Tân ngại bới bát cơm thứ ba, vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, dù sao chúng ta. Anh không nói ra mấy lời sau đó, suy cho cùng anh cũng không biết ba mẹ của tiểu quỷ đã biết chuyện tiểu quỷ được tuyển hay chưa.
Bộ phận thông quan đặc biệt có điều lệ bảo mật, không được nói điều này trước mặt người ngoài. Trời, không sao, rượu là đồ ăn, càng uống càng trẻ. Tiểu quỷ khăng khăng, rót một ít cho Lục Tân, rồi cười ha ha nói, muốn ăn thịt thì cứ ăn, dù sao anh cũng là một thanh niên, cơ thể đang lúc lớn. Hức, Lục Tân nhìn cô gái trắng nõn, trong sáng trông giống học sinh cấp 3 trước mặt, chân đi đôi dép lê kiểu cũ. Đã thay một chiếc áo sơ mi cũ nhăn nheo màu trắng, dáng vẻ vừa mời rượu vừa mời mình ăn, trong lòng có một cảm giác không chân thực. Ba của tiểu quỷ đứng ra giải vây, người ta không muốn uống thì thôi. Con đó, cũng bớt uống lại đi, con gái con lứa. Nói đến đó, ông cũng đột ngột dừng lại, lời nói vốn trôi chảy lại không thể nói ra được. Ai ra, đến cái tuổi này của ba các con sẽ hiểu thôi. Tiểu quỷ thở dài, ngược lại là cầm một ly khác đặt trước mặt ba mình, nhấc bình rót đầy rồi khuyên. Bảo, bây giờ trong nhà cũng không có người ngoài, con sẽ không gọi ba là ba nữa. Tiểu Ngô à, cũng không phải con nói ba, chẳng qua là vì con người ba quá thành thật. Rượu cũng không uống, thuốc cũng không hút, hồi đó Tiểu Vương nhìn chúng ba ở điểm nào vậy? Ba nhìn các mối quan hệ thường ngày ở trường của mình xem. Thật sự không được, nghỉ hưu đi, về nhà con nuôi, chúng ta không thiếu chỗ tiền ba kiếm. Ba của tiểu quỷ xúc động đến mức sắp khóc. Mẹ của tiểu quỷ vốn muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng sau khi liếc nhìn con gái nhà mình, thì không dám mở miệng. Dù sao, vừa rồi bà đã được giáo huấn hơn 10 phút, gia đình nhà này thường sống kiểu gì vậy? Lục Tân thầm nghĩ trong lòng, anh đã bị bầu không khí này hành hạ không dám nói ra, chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Một bữa ăn không yên ổn chút nào cũng kết thúc, tiểu Ngô ba của tiểu quỷ bị chuốc ba ly. Ngay cả Tiểu Vương mẹ của tiểu quỷ cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của con gái mình nên cũng bị thuyết phục uống một ly. Ngược lại là Lục Tân chỉ uống hai ngụm và ăn không ít đồ ăn. Đêm đó, sau khi ăn cơm xong, tiểu quỷ và Lục Tân ngồi trên ghế sofa hút thuốc, Tiểu Ngô và Tiểu Vương rửa bát trong bếp. Thấy tiểu quỷ vẫn luôn không nói vào chuyện chính, Lục Tân chỉ đành thử nhắc đến để thăm dò. Cũng không biết kế hoạch cụ thể của tiểu quỷ là gì, rốt cuộc tối đến bàn chuyện hay tìm chỗ cho mình ở trước. Không ngờ, vừa nhắc đến, tiểu quỷ đã xua tay nói, buổi tối anh ngủ trong phòng tôi đi. Cách, trong bếp bỗng vang lên tiếng lanh lảnh, rồi tiếng rửa chén chợt biến mất gọn gẽ. Thậm chí không cần nhìn, cũng có thể biết rằng bốn lỗ tai đang dựng đứng. Lục Tân cũng giật mình, gì hả? Tiểu quỷ ngạc nhiên nói, gì mà gì? Anh cũng đã đến chỗ của tôi, buổi tối không thể ngủ lại sao? Lục Tân nhìn cô gái trẻ xinh đẹp 17, 18 tuổi đang cầm cái tẩu hút thuốc, cả người đều sững sờ. Một lúc sau mới nghẹn giọng nói ra lời đề nghị lúc thường tuyệt đối sẽ không chủ động đưa ra. Vậy? Vậy thì sao? Hay là ở khách sạn? Dù sao bộ tư lệnh, công ty cũng thanh toán. Ở khách sạn gì chứ? Tiểu quỷ bất mãn liếc mắt nhìn Lục Tân, nói, tiền của công ty không phải là tiền sao? Vừa nói, vừa phun ra một ngụm khói, hướng tẩu thuốc vào phòng ngủ, nói, giường của tôi vừa to vừa mềm, hai chúng ta dư xài. Hơn nữa, cô ta đặt một chân lên trên ghế sofa, lại vắt chéo chân còn lại lên, vừa hút thuốc vừa nheo mắt nhìn Lục Tân, gọi anh tới là vì có việc, ở nhà tối đến chúng ta cũng tiện nói chuyện không phải sao. Nhưng cô, cả đời Lục Tân cũng chưa bao giờ khó xử như vậy, nhìn tiểu quỷ mà mặt đỏ cả lên. Đều là đàn ông, sao anh lại cổ hủ như vậy? Trái lại, tiểu quỷ có chút bất mãn trừng mắt nhìn Lục Tân, có điều nhìn theo ánh mắt Lục Tân, cô ta cúi đầu nhìn xuống ngực bên dưới lớp áo phông của mình. Đột nhiên hiểu được Lục Tân, cả mặt đỏ bừng khó xử điều gì, lập tức cười ha ha nói, anh đừng xem tôi là phụ nữ, cứ coi tôi là ông chú là được. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 265 thì là rất nhiệt tình hai. Ba giác quan của Lục Tân đều sắp nứt ra. Không ngờ lúc này, Tiểu Ngô và Tiểu Vương trong bếp khẩn trương đi ra, vốn tưởng cứu binh đến, nhưng họ lại bày ra vẻ mặt vui mừng. Tiểu Ngô nói phải đấy. Cũng đã đến nhà rồi, nào có thể để tiểu binh ra ngoài ở khách sạn được,
cứ ở nhà là được rồi. Tiểu Ngô, ba của tiểu quỷ nói mà dường như vẫn có chút ngập ngừng. Nhưng Tiểu Vương đã lập tức kéo ông và nháy mắt với cô con gái đang hút tẩu thuốc trên ghế sofa. Tiểu Ngô dằn lại, cũng không nói gì, nói, chú có đồ ngủ mới, lát nữa sẽ lấy một bộ cho Tiểu Binh. Lòng tốt của gia đình này khó mà chối từ, Lục Tân có chút đứng ngồi không yên. Không thể làm gì khác hơn là phải thỏa hiệp bất đắc dĩ, thật sự không được cháu sẽ ngủ trên sofa. Không cần. Mẹ của tiểu quỷ, Tiểu Vương tỏ vẻ kiên quyết khác thường, cắn răng nói, cứ ở trong phòng của Ngô Cách Cách, nơi đó rộng rãi. Lục Tân liếc nhìn tiểu quỷ đang cười khúc khích với mình, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Rửa bát xong, bốn người ngồi trên sofa xem tivi một lát trong bầu không khí kỳ cục, Tiểu Ngô và Tiểu Vương chợt buồn ngủ. Dưới sự thúc giục của họ, tiểu quỷ và Lục Tân nhanh chóng tắm rửa, sau đó bị đẩy vào phòng ngủ. Phòng ngủ thực sự khá lớn, hơn nữa còn vượt ngoài dự đoán của người khác, thực sự trông giống như phòng của một nữ sinh trung học. Giường được phủ bằng da trải giường có họa tiết hoạt hình, trên tường có dán một số áp phích phim ảnh cũ. Có không ít bức được người ta sửa lại và in ra dựa trên ảnh chụp màn hình trong các bộ phim cũ, mà đây cũng là trào lưu được bọn trẻ bây giờ chào đón nhất. Ngay trên đầu giường, một người đàn ông đầu trọc mặc áo choàng nhìn chằm chằm về phía trước. Phòng ngủ này cũng không tính là quá lớn sao? Lục Tân ôm ba lô không dám ngồi, chỉ biết ấp úng nói. Xuyệt! Tiểu quỷ ngồi ở mép giường, bắt chéo chân, nháy mắt với Lục Tân và nói, họ đang nghe đấy. Lục Tân sững sờ một lúc mới hiểu cô ta nói gì, mặt bỗng chốc lại đỏ bừng. Tiểu quỷ thì ngược lại vô cùng thản nhiên, nhấp một ngụm trà trong bình sứ to, lắc đầu, cảm thán, họ cũng vất vả. Vì đứa con gái như tôi đã lao tâm khổ tứ. Bác sĩ đã khám qua không biết bao nhiêu lần, cũng từng mời thầy về rất là nhiều. Mọi thứ trong nhà cũng đều được bố trí theo kiểu cách hợp với một cô gái nên có. Thậm chí, họ còn nghĩ đến việc để tôi coi mắt và kết hôn. Bất kể thay đổi sở thích, đổi từ chàng trai thành cô gái cũng được. Lục Tân không biết nên trả lời thế nào, dường như có chỗ nào đó không ổn, nhưng dường như không có gì là không ổn. Nhưng cô ta lại thở dài một hơi, vô dụng. Tôi thế này, các bạn đồng nghiệp ở bộ phận thông quan đặc biệt còn không rõ, huống chi là thầy Hai Ngô. Nghe cô ta nói. Đến đây, Lục Tân lại hơi nghiêm túc hơn. Lúc trước anh vừa mới bắt được một hồn ma, đối phương cũng có thể sống nhờ trong cơ thể người khác như một tinh thần thể. Chẳng lẽ tiểu quỷ hiện tại thực sự đang ở trạng thái giống với hồn ma kia khi phát huy năng lực, mang tâm hồn của một ông chú trong cơ thể của một cô gái. Tuy nhiên, có vẻ như hồn ma có năng lực không thể sống lâu trong cơ thể một người. Nếu không sẽ bị bộ não của đối phương đồng hóa và thực sự trở thành người đó. Nhưng tình trạng của tiểu quỷ dường như đã lâu, điều này lại không thể giải thích được bằng chuyện linh hồn. Ngoài ra, nếu tiểu quỷ thực sự chỉ bị trở ngại nhận thức, có vẻ như cô ta không nên có logic chặt chẽ và nhận thức tỉnh táo như vậy. Thực ra anh cũng có chút tò mò về vấn đề này, nhưng lại không tiện hỏi cụ thể. Xét cho cùng, chuyện này liên quan đến của tiểu quỷ, nếu hỏi quá sâu thì khó tránh khỏi có chút lỗ mãng. Cũng tạm được rồi. Ngay khi Lục Tân đang nghĩ ngợi, tiểu quỷ liếc nhìn đồng hồ báo thức bên giường, đột nhiên đứng dậy, kéo rèm cửa lại. Lan, làm gì vậy? Lục Tân thực sự luống cuống, lời nói có chút run rẩy. Anh nói xem làm gì? Tiểu quỷ vừa nói, vừa cởi áo thun ra, quay lại mở to mắt nhìn Lục Tân. Sau đó, ngay khi Lục Tân lạnh toát cả người, định chạy ra khỏi cửa vì lúng túng, thì thấy cô ta cúi người xuống, lấy một cái hộp từ dưới giường ra. Sau đó lấy một chiếc áo ba lỗ bảo hộ đặc biệt bên trong mặc vào, tiếp đó lại mặc cả bộ đồ bảo hộ, buộc chặt dây giày lính đế dây. Đeo tai nghe, sau đó lại cầm lấy một khẩu súng và kiểm tra kỹ. Tháo ra và lắp lại viên đạn, rồi cắm vào túi súng bên chân. Đây là... Lục Tân thực sự có chút không hiểu. Tiểu quỷ giơ ngón trỏ về phía anh, suýt rồi tắt đèn. Trong bóng tối, tiểu quỷ ghé vào lỗ tai Lục Tân, thở như rượu. Tiểu Ngô và Tiểu Vương bị tôi chuốc say, lát nữa sẽ ngủ. Những con quái vật đó hẳn cũng sắp đến. Lục Tân sửng sốt, có quái vật, tất nhiên rồi. Giọng nói của tiểu quỷ hơi trầm xuống, bọn chúng đã tìm tôi mấy ngày nay rồi. Vừa nói,
Cô ta liếc xéo Lục Tân. Bằng không, anh thật sự cho rằng tôi ở cùng phòng với một chàng trai như anh là vì thèm muốn cơ thể anh sao? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 266, Tổ chức Bí ẩn 1. Trong bóng tối, Lục Tân ngửi thấy mùi rượu trên người của tiểu quỷ. Lúc này anh mới hiểu tại sao cô ấy lại giữ mình ở lại trong phòng. Tại sao cô ấy lại làm trái quy định mời mình đến nhà ăn cơm, thậm chí không ngại tiết lộ thân phận thật của mình. Anh đã hiểu tất cả. Cũng biết cảm giác trong lòng là mất mát hay là nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới trầm giọng hỏi, quái vật cô nói là ám chỉ. Rất cổ quái. Tiểu quỷ khẽ nói, ít nhất cũng là hai con quái vật tinh thần siêu cấp 2, mỗi đêm đều sẽ tới. Siêu cấp 2. Lục Tân có chút kinh. Ngạc, anh từng được huấn luyện trong lĩnh vực này, hiển nhiên hiểu cách phân chia quái vật tinh thần. Quái vật tinh thần chính là nguồn lây nhiễm, chỉ có hoạt tính và có đặc tính tấn công hoặc sinh trưởng. Đối với việc phân chia quái vật tinh thần, thông thường mà nói, những con có dưới 1.000 lượng cấp tinh thần đều thuộc loại quái vật tinh thần cấp 1. Những con có hơn 1.000 thì thuộc loại quái vật tinh thần cấp 2. Quái vật tinh thần cấp 2 đã có thể tạo nên ảnh hưởng cực kỳ lớn đến khu vực xung quanh. Đây cũng là chỗ khiến Lục Tân có chút không hiểu. Quái vật cấp bậc này thường sẽ bị hệ thống phòng thủ trong thành phố tường cao phát hiện ngay khi chúng xuất hiện. Sao có thể tùy tiện xuất hiện ở chỗ tiểu quỷ, thậm chí còn xuất hiện bao nhiêu ngày? Chuyện này chắc hẳn có liên quan đến thứ mà tôi đang điều tra. Tiểu quỷ ngồi ở mép giường trong bóng tối, cầm lấy bình giữ nhiệt, từ từ uống một ngụm, sau đó chép miệng lắc đầu tỏ vẻ rất dễ chịu. Sau đó thấp giọng giải thích, trước khi đến, anh hẳn đã xem qua những tư liệu cơ bản đó rồi chứ. Từ sự xuất hiện của những vụ án dường như rất khó giải thích lúc đó, tôi đã nghi ngờ rằng người có năng lực đang thực hiện vụ án và bắt đầu điều tra chuyện này. Ban đầu tôi còn tưởng người nào đó mới phát hiện ra năng lực của mình, bắt đầu ngang ngược phách lối, làm sằng làm bậy. Tuy nhiên sau một thời gian điều tra, tôi phát hiện chuyện này có lẽ liên quan đến một tổ chức bí ẩn có tên là Hội Đồng Hương. Hội Đồng Hương. Tổ chức bí ẩn. Lục Tân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên có chút kỳ quái. Hai từ này nghe ra thì hiểu cả, nhưng khi đặt lại với nhau, luôn cảm thấy hơi lạ. Nhưng tiểu quỷ lại gật đầu như một lẽ đương nhiên, sau khi đột biến, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Tình cảnh hỗn loạn lúc này, mọi người dễ dàng thành lập băng đảng hoặc là nhóm nhỏ. Vì vậy, anh đừng thấy trật tự ở Thanh Cảng của chúng ta có vẻ như rất tốt. Nước sâu ở chỗ tối. Bọn côn đồ các ké không có việc gì làm ở ngoài đường phố sẽ thành lập băng đảng. Người chạy xe chở hàng ở đồng hoang cũng thành lập nhóm. Các bà thím ở khu chung cư đều phân chia phe cánh khác nhau theo khu phố. Càng chưa kể những tổ chức ngầm lợi dụng các kẽ hở khác nhau để vơ vét. Lục Tân vô cùng đồng ý với điều này. Bản thân ở công ty giường cũng bị người ta đồn là có bối cảnh. Thậm chí có người nói rằng bản thân là con riêng của một ông trùm tổ chức ngầm nào đó, giết người không chớp mắt, không hợp ý là đánh gãy chân người ta. Loại tin đồn này quả thực khiến người ta phẫn nộ. Nhưng khi em gái nói với mình thì lại rất hà hê. Tiểu quỷ cười nói, tuy nhiên, những người này tụ tập đến từng nhà, chẳng liên quan gì đến chúng ta, đó là việc của sở cảnh vệ. Thế nhưng, nếu có người có năng lực hoang dã bị chúng thu nạp và dốc sức cho chúng, thì sẽ có liên quan đến chúng ta. Giới hạn của các băng nhóm bình thường, ổn định và các tổ chức bí ẩn nằm ở chỗ chúng không có người có năng lực gia nhập. Lục Tân gật đầu. Giữa người có năng lực và người bình thường quả thực có một sự thay đổi kinh hoàng. Cũng giống như con ma mà bản thân bắt được trước đó, năng lực của hắn ta không mạnh nhưng lại đáng sợ đến lạ thường. Nếu để mặc cho những người có năng lực làm bậy trong đám người đó, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Còn về những tên côn đồ trong tổ chức ngầm thành lập băng nhóm trong thành phố, ngược lại không phải là chuyện do bộ phận thông quan đặc biệt xử lý. Như Trần Tinh đã nói trước đây, khi để bản thân làm nhiệm vụ điều tra đầu tiên, nếu đối phương là một kẻ giết người, biến thái hay gì đó, thì nó không liên quan gì đến mình, chỉ những vấn đề liên quan đến lây nhiễm đặc biệt hoặc người có năng lực mới cần đến sự quan tâm của bộ phận thông quan đặc biệt. Tiểu quỷ trầm giọng nói,
Trong khoảng thời gian này, ông chú tôi gần như đã điều tra gần hết hội đồng hương đó. Họ có vẻ đang tổ chức một số cuộc tụ tập lén lút hay gì đó, mà kỳ thực nên được coi là một tổ chức truyền giáo nhỏ, tin vào quê hương thực sự gì đó. Có điều, tôi vẫn luôn chưa bắt được người có năng lực trong số họ, vì vậy tôi cũng không bứt dây động rừng, muốn tìm ra hắn ta trước. Tuy nhiên, có thể tôi đã bị đối phương phát hiện trong quá trình điều tra, nên hắn ta ra tay ngược với tôi trước một bước. Nói đến đây, cô ta cười hì hì, từ 3 ngày trước, trong khu chung cư của chúng ta đã xuất hiện quái vật tinh thần. Nếu tôi đoán không sai, chúng đến đây để tìm tôi, bởi vì biết tôi đã phát hiện thấy dấu vết của chúng, nên muốn giết tôi bịt miệng. Táo bạo như vậy, Lục Tân nhíu mày. Dù mới gia nhập bộ phận thông quan đặc biệt chưa lâu, nhưng Lục Tân biết rõ sự lợi hại của các đồng nghiệp của mình. Không chỉ mỗi người đều có năng lực riêng mà còn có thể điều động một lượng lớn tài nguyên phòng thủ thành phố thông qua bộ phận thông quan đặc biệt. Là thành viên của đội đặc nhiệm của bộ phận thông quan đặc biệt, không đi tìm người khác đã là một điều phải biết ơn. Vậy mà lại có người tìm đến cửa. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 267, Tổ chức Bí ẩn 2. Ha ha, chàng trai à, thời gian tôi làm cái nghề này lâu hơn anh. Anh có biết điều kinh hoàng nhất khi đối mặt với chuyện như thế này là gì không? Chính là bọn lằng nhằng này. Tiểu quỷ làm ra vẻ có thể nhìn thấu suy nghĩ của người thanh niên, cười nói. Thế gian này, trăng máu lớn như vậy treo trên bầu trời. Chiếu rọi người cũng không phải bình thường. Không phải mỗi một người có được năng lực đều sẵn sàng chịu sự tuyển dụng của bộ phận thông quan đặc biệt. Có người thích dùng năng lực của mình để bản thân sống cuộc sống tốt đẹp như ý muốn hơn. Cũng có người coi mình là thần tiên sống bà mẹ nó. Có điều, những điều này đều không đáng sợ. Chỉ cần không phạm pháp, bộ phận thông quan đặc biệt cũng sẽ không làm khó bọn họ. Nếu phạm pháp, chúng ta sẽ theo luật mà bắt không chừa. Chỉ có những người này. Tiểu quỷ chỉ vào đầu mình, khóe miệng giật giật, nói, não đều hỏng cả, chuyện gì cũng dám làm. Lục Tân gật đầu, anh hiểu chuyện như vậy. Chuyện của người có năng lực, như nguồn lây nhiễm, đều do nội bộ của bộ phận thông quan đặc biệt xử lý. Đối với người có năng lực hoang dã nói chung, một khi được phát hiện, bộ phận thông quan đặc biệt sẽ theo dõi và giám sát, cố gắng tuyển dụng sau khi xác nhận sự ổn định của họ. Nếu đối phương không chấp nhận sự tuyển dụng, cũng sẽ không bị ép buộc, nhưng sẽ bị cảnh cáo và theo dõi. Nếu họ sử dụng năng lực của mình để có được một số tiện ích nhất định trong cuộc sống, bộ quận thông quan đặc biệt có thể nhắm mắt làm ngơ cho họ. Nhưng nếu họ vượt qua ranh giới đỏ, thì sẽ trực tiếp bị trục xuất, khiến họ rời khỏi thành phố tường cao. Về phần phạm sai lầm lớn, thì sẽ tiến hành thanh lý. Hoặc nghiêm trọng hơn, sẽ bị cưỡng chế thu nạp làm nhân sự cấp D. Bộ phận thông quan đặc biệt không nhất thiết phải được hiểu là một bộ phận làm sạch lây nhiễm đặc biệt. Cũng có thể hiểu là bộ phận đặc biệt giỏi trong việc thanh lý một số người nào đó. Có điều, sau lời giải thích của tiểu quỷ, anh đã hiểu nguyên nhân đối phương dám tấn công tiểu quỷ. Chỉ là khá lạ, nếu đối phương đã tìm tới cửa, tại sao tiểu quỷ còn kém thông minh mà ở lại trong nhà của mình như vậy? Theo cấp bậc của cô ấy thì ít nhất có thể xin một đội quân đến canh giữ chứ. Trước khi hiểu rõ năng lực của đối phương, để những tên lính trong quân đội đến cũng chẳng ích gì. Tiểu quỷ lắc đầu nói, hơn nữa, nếu tôi đã bị đối phương phát hiện, thậm chí còn tìm được nhà tôi, thì dù tôi có trốn cũng không được. Dù sao, tôi rời đi thì đơn giản, nhưng hai vợ chồng Tiểu Ngô và Tiểu Vương trong nhà thì làm sao, gặp phải một ông chú như tôi đã không dễ dàng gì. Cũng không thể tiếp tục để họ gánh chịu nguy hiểm như vậy. Huống chi xung quanh còn có rất nhiều hàng xóm. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là... Giọng nói của tiểu quỷ càng thêm ảm đạm, rõ ràng là giọng của một cô gái trẻ, nhưng lại lộ ra giọng điệu của một con cáo già. Họ muốn tìm ông chú tôi, nhưng ông chú tôi chẳng lẽ không muốn nhân cơ hội này để tìm chúng sao? Lục Tân có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy tiểu quỷ ngồi ở mép giường trong bóng tối, ôm một chân, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì có quá nhiều tầng, mặc dù khu chung cư có chút ánh đèn chiếu rọi nhưng cực kỳ mờ nhạt.
khuôn mặt thanh tú của cô ấy như phẳng phất nét buồn của thiếu nữ. Tuy nhiên, ngay khi vừa mở miệng, đã tràn ngập cảm giác thăng trầm. Ông chú tôi đã canh giữ thành phố vệ tinh 4 này mấy năm rồi. Người thân và bạn bè đều ở đây, nơi này chính là hang ổ của tôi. Không cần biết hắn là ai, chỉ cần dám chạy đến chỗ của tôi gây chuyện, ha ha. Tôi phải khiến họ biết thế nào là chết tiệt. Đinh, đinh, đinh. Đúng lúc này, trong phòng khách của tiểu quỷ, chiếc đồng hồ kiểu cũ chậm rãi vang lên. Âm thanh du dương và chậm rãi, vang lên tổng cộng 12 tiếng. Sắp đến giờ rồi, tiểu quỷ đến bên cửa sổ và duỗi đầu nhìn về phía trước. Lục Tân cũng tò mò, đến gần cạnh bên, cùng nhìn xuống dưới lầu khu chung cư. Gia đình tiểu quỷ sống trong khu chung cư được cho là cao cấp ở thành phố vệ tinh 4. Bên trong có những ngọn đèn đường, cách nhau mười mấy mét, chiếu sáng toàn bộ khu chung cư tối tăm và yên tĩnh. Ở những tầng cao khác của khu chung cư, hầu hết các phòng đều đã tắt đèn, chỉ thỉnh thoảng sáng lên mấy ngọn. Hồi chuông cuối cùng trong phòng khách biến mất, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh. Bất giác thở dài, đợi một lúc sau, Lục Tân đột nhiên để ý thấy đèn đường trong khu chung cư bắt đầu nhấp nháy. Cứ như điện áp không ổn định, dẹt dẹt vài cái rồi tắt ngúm. Sự dập tắt này bắt đầu từ phía xa, từng bóng một, kéo dài từ trái sang phải về phía ngôi nhà của tiểu quỷ. Mỗi khi đèn đường vụt tắt, sẽ có một phần khu vực chìm trong bóng tối, nhìn giống như có hai con quái thú vô hình ập tới cùng với bóng tối ngập tràn. Từng chút che lấp ánh sáng đèn đường, cho đến khi toàn bộ khu chung cư rơi vào bóng tối. Từng làn mùi máu tươi từ dưới lầu bốc lên trên. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 268, hai con quái vật. Quả nhiên đã đến, hai con. Cảm nhận được sức mạnh tinh thần xoắn xuýt xuất hiện ở dưới cùng của tòa nhà, sắc mặt của tiểu quỷ trở nên nghiêm túc, cô ta nói nhỏ với Lục Tân. Tôi dùng năng lực bao phủ toàn bộ tòa nhà, vì vậy bọn chúng không thể xác định vị trí nhà của tôi, nhưng chúng rất kiên nhẫn, tìm đến từng tầng một. Đêm nay chắc hẳn không dễ để đối phó với chúng tiếp, nhưng thời gian tồn tại của chúng có hạn, mỗi lần sẽ khoảng 3 đến 4 phút. Theo quan sát của tôi, chúng khác với những con quái vật tinh thần thông thường. Chúng có mục đích mạnh mẽ và rõ ràng là bị ai đó điều khiển. Tôi nghi ngờ người kiểm soát chúng chắc hẳn đang trốn gần đó, chuyện này dựa vào anh rồi. Tranh thủ thời gian con quái vật tinh thần tìm tôi, anh ra ngoài xem xét. Theo phỏng đoán của tôi, có lẽ người thao túng sẽ không cách quá xa. Nếu có thể tìm được hắn, hoặc xác định cách thức điều khiển, thì việc này của chúng ta cũng coi như kết thúc. Lúc này Lục Tân mới hiểu được mục đích tiểu quỷ xin hệ nhện tới hỗ trợ, khẽ gật đầu. Cẩn thận. Sau đó anh xách ba lô của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa bước tới, đứng ở phòng khách, nói nhỏ, em gái. Xung quanh yên lặng, không có bất kỳ phản hồi nào. Chỉ thấy trong phòng của ba mẹ tiểu quỷ, hai vợ chồng đã ngủ say vì rượu, lộ ra nụ cười vô thức. Cuối cùng có người gọi em Ngô Cách Cách rồi. Em gái lại không đến cùng. Đứa trẻ này thật sự lì ra. Sau khi gọi một tiếng, thấy không có động tĩnh, Lục Tân chợt có chút lo lắng. Lúc bắt ma lần trước, em gái có chút không ngoan. Lần này, đến giờ này rồi vẫn chưa xuất hiện. Lần này mình tới đây hỗ trợ, đương nhiên phải nghe theo ý kiến của tiểu quỷ. Trong mấy phút này, tìm ra nguồn gốc của hai con quái vật tinh thần là ưu tiên hàng đầu của nhiệm vụ lần này. Chỉ tiếc là vào thời khắc then chốt, con bé chết tiệt đó lại không có ở bên. Với thái độ làm việc như vậy, làm sao có được chỗ đứng trong xã hội trong tương lai? Lục Tân lo lắng cho tương lai của em gái mình, rón rén mở cửa đi ra, sau đó đi thẳng đến cuối hành lang. Cạnh hành lang có cửa sổ, Lục Tân chui ra ngoài theo đường này. Căn hộ tiểu quỷ đang ở nằm trên tầng 12, nhìn xuống dưới trời tối đen như mực khiến người ta choáng váng. Mặc dù em gái không có ở đây, nhưng Lục Tân cũng có thể sử dụng năng lực của cô. Anh hít một hơi thật sâu, cơ thể đạt đến trạng thái tỉnh táo lạ thường, dường như mọi bộ phận trên cơ thể đều ở trạng thái cân bằng kỳ lạ. Sau đó, anh cắn chiếc ba lô vào miệng, bám hai tay trên vách tường, cơ thể khẽ đung đưa,
thoát khỏi gờ cửa sổ nhô ra mà chân anh đang dẫm lên, bám trên vách tường và treo lơ lửng giữa trời. Phải nói rằng cơ thể có thể làm được điều này, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Hơi buông tay sẽ có kết cục biến thành quả dưa hấu nát bét. 3-4 phút. Anh nói thầm thời gian này để nhắc nhở bản thân, sau đó trượt thẳng xuống. Cơ thể giống như một con nhện trong bóng tối, trượt xuống lầu 1, Lục Tân xoay người nhìn qua góc tường. Chỉ thấy dưới nửa mặt trăng máu trên bầu trời có hai con quái vật cao lớn đang leo lên tầng của khu chung cư. Mỗi con cao 3-4 mét, vóc dáng béo phệ, tay chân mảnh khảnh. Điểm mấu chốt nhất là chúng không có đầu, chỉ có cái miệng to lớn mọc ra ở vị trí bụng. Thế nhưng trên người chúng lại có một chiếc vòng cổ quấn quanh. Nếu nhìn kỹ thì thấy trên chiếc vòng cổ đều là đầu người, vết máu vẫn còn rất tươi. Những cái đầu người đó vậy mà lại còn sống, đang chớp mắt hoặc liếm môi, ánh mắt sáng lên, để mắt đến xung quanh thay con quái vật. Con còn lại là một con sâu giống hổ leo núi, thân nó áp vào sàn nhà, vươn lên trên từng chút một, sinh ra rất nhiều tua, cuối mỗi tua đều có một con mắt, nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn vào tòa nhà. Bọn chúng dựa vào cách này để tìm tiểu quỷ sao? Lục Tân lập tức khẳng định phán đoán của tiểu quỷ. Hai con quái vật tinh thần này thực sự đến tìm cô ta, hơn nữa hầu hết đều bị con người điều khiển. Những con quái vật tinh thần hoang dã bình thường chỉ bị điều khiển bằng bản năng, lây nhiễm, tấn công và nuốt chửng tất cả những người hoặc sinh vật chúng gặp phải. Nếu quái vật tinh thần hoang dã xuất hiện ở đây, chúng đã sớm bất chấp tất cả mà bắt đầu tấn công tòa nhà này. Hoặc tất cả mọi người trong khu chung cư, thay vì thận trọng tìm kiếm thứ gì đó ở từng tầng như hai con quái vật tinh thần này. Nếu là bị con người điều khiển, vậy người điều khiển bọn chúng đang trốn ở đâu? Lục Tân nhìn về phía xa, anh còn nhớ hai con quái vật dường như đến từ hai hướng, một từ bên trái và một từ bên phải. Vậy thì, hai con đường này ngược chiều, nơi giao nhau có thể chính là người đó. Trong đầu nảy ra một ý tưởng, Lục Tân rút súng, hơi ưỡn người, lợi dụng màn đêm nhanh chóng lao về phía trước. Trong khu chung cư của tiểu quỷ, con đường có hình vòng cung, vòng quanh các tòa nhà ở giữa, đèn đường cũng được phân bổ trên hai con đường này. Lục Tân không để ý đến tuyến đường giao nhau, chỉ dọc theo một con đường vòng, chạy một mạch về phía trước. Nắm chặt khẩu súng trong tay, viên đạn đã được lên nòng, khóa an toàn đã được mở, anh định nổ súng bất kể nhìn thấy người hay vật lạ nào. Tuy nhiên, với tốc độ mà anh mượn năng lực của em gái, anh đã vượt qua hầu hết khu chung cư trong mười mấy giây, nhưng anh lại không nhìn thấy gì cả. Bên trong khu chung cư trống trải và tối tăm, nửa mặt trăng máu trên bầu trời lặng lẽ nhìn xuống tòa nhà cao tầng có trật tự, cũng không có gì cả. Lục Tân cau mày, gắng hết sức nhìn về phía xa. Mạch suy nghĩ trong đầu cũng không ngừng mở rộng, xét theo sự vụt tắt của đèn đường ban nãy, hai con quái vật tinh thần đi tới dọc theo hai con đường. Vậy thì, nơi giao nhau của hai con đường hẳn phải là vị trí của người điều khiển con quái vật tinh thần đó. Nói cách khác, cánh cổng nhỏ ở góc đông nam của khu chung cư là nơi đáng ngờ nhất. Nhưng nhìn kỹ lại cũng không thấy có gì ở đó. Ngay cả bốt bảo vệ cũng vắng lặng, chỉ có hai nhân viên bảo vệ vừa hút thuốc và vừa trò chuyện. Họ tuyệt nhiên không biết có thứ gì đã tiến vào khu chung cư. Hù! Lục Tân dừng lại trong bóng tối, không lộ ra trong tầm nhìn của hai nhân viên bảo vệ. Lúc này anh đang ép mình phải bình tĩnh lại, cho đến lúc này em gái vẫn chưa xuất hiện, anh cũng không tìm được người để bàn bạc. Xét theo thời gian, khoảng một phút đã trôi qua, lúc này có lẽ tiểu quỷ đã phải đối đầu với hai con quái vật tinh thần. Nên mình chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian này để tìm ra kẻ điều khiển và chế ngự hắn ta. Nhưng bản thân mình cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ phải dừng lại tại đây sao? Lục Tân có chút không cam lòng, anh hít sâu một hơi, bắt đầu bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Sau khi vào bộ phận thông quan đặc biệt, trước sau gì cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, trong vô thức cũng khiến tâm tình có chút thay đổi. Ít nhất sẽ không trở nên căng thẳng và lo lắng khi gặp phải rắc rối một lần nữa. Nếu cô em gái ham chơi đã không có bên cạnh, chút chuyện này chưa đến mức đặc biệt để gọi mẹ và ba đến, nên anh định giải quyết một mình. Anh đang nghĩ, sẽ thế nào nếu có mẹ ở đây? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 269, Tòa nhà điên cuồng 1. Còn nhớ hồi ra khỏi thành phố tìm đoàn kỵ sĩ lần đó, mẹ dường như có năng lực trực tiếp xác định vị trí của đối phương. Sau khi tâm tình nới lỏng, hình bóng tao nhã của mẹ Lục Tân hiện lên trong tâm trí anh. Dần dần, anh ngày càng trở nên điềm đạm hơn. Sau đó, anh cảm thấy bản thân nhìn thế giới như đột nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Không phải loại rõ ràng trong tầm mắt mà ngược lại giống như tâm linh hơn khi anh nhìn đến mấy người bảo vệ ở hai cổng. Cảm giác thấy họ như trở nên mỏng manh trong suốt và bản thân có thể cảm nhận được ý nghĩ trong tâm trí của hai người họ. Giống như là vừa nhìn đã biết họ đang thảo luận về vấn đề điện áp trong khu chung cư này lại không ổn định. Một người như vậy tất nhiên là an toàn. Sau đó Lục Tân lại nhìn xung quanh, trong tòa nhà nhỏ bên cạnh, rất nhiều người đang ngủ say, tâm trạng phức tạp và mờ mịt. Mỗi người đều có những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau, màu sắc của họ hòa quyện vào nhau tạo thành một đại dương rực rỡ. Lúc này, mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi trong mắt Lục Tân. Anh có thể nhìn thấy các linh hồn xung quanh mình, mà những linh hồn này lại có nhiều màu sắc khác nhau. Hoặc nói, dùng màu sắc để hình dung là không hề chính xác. Màu sắc này hẳn là một hình ảnh mà não bộ phản hồi đến bản thân để bản thân hiểu được. Những gì bản thân nhìn thấy cũng không phải là màu sắc mà là trạng thái của linh hồn. Bản thân có thể thông qua các loại màu sắc khác nhau dễ dàng phân biệt được những linh hồn này đang trong trạng thái yên lòng hay cáu kỉnh, phấn khích hay ủ rũ, hoặc là lo lắng hay một loại uất ức nào đó. Lẽ nào đây là dáng vẻ mà thường ngày mẹ nhìn thế giới này? Đây là lần đầu tiên Lục Tân gượng ép dùng năng lực của mẹ, bởi vì dù sao mẹ cũng không giống với em gái. Lục Tân cũng không tìm đến mượn năng lực của bà. Lúc bình thường khi cần bà giúp đỡ, cũng đều là bà chủ động xuất hiện, đồng thời trực tiếp giúp đỡ mình. Trong chốc lát bỗng có vô số linh hồn cùng nhiều màu sắc khác nhau lao vào trong tầm mắt, khiến Lục Tân khó mà tiêu hóa. Nhưng ngay sau đó anh đã hiểu được điểm chính. Mục tiêu chính của bản thân bây giờ không phải là phân tích năng lực, mà là tìm ra kẻ điều khiển con quái vật tinh thần. Thế là anh vực dậy tinh thần, nhìn ra xung quanh. Sàn và tường xung quanh dường như đã biến thành một vật thể mở đen, nửa trong suốt vào lúc này. Lục Tân có thể nhìn thấy linh hồn phía sau họ. Hơn nữa, Lục Tân rất chắc chắn rằng chỉ cần bản thân nhìn thấy người điều khiển con quái vật tinh thần thì anh nhất định có thể phân biệt được hắn ta với những cư dân khác trong khu chung cư này. Linh hồn của người thường và người có năng lực là khác nhau. Hơn nữa, linh hồn của người có năng lực đang sử dụng năng lực hẳn cũng khác với linh hồn của người có năng lực thông thường. Chỉ cần hắn ta đang ở quanh đây, bản thân anh nhất định có thể phát hiện. Với suy nghĩ này, trái tim của Lục Tân hơi trùng xuống. Anh không tìm thấy người điều khiển con quái vật tinh thần, và đồng thời anh cũng chắc chắn không phải vì mình không tìm thấy, mà bởi vì vốn dĩ không có người này. Phán đoán của tiểu quỷ đã sai. Nghĩ đến đây, Lục Tân lập tức quay đầu lao thẳng tới nhà của tiểu quỷ. Nếu người điều khiển những con quái vật tinh thần hoàn toàn không có ở đây, vậy thì chỉ có một cách để tìm chúng. Khi năng lực của mẹ cũng không thể tìm thấy chúng, thì dùng cách của bà, trực tiếp bắt lấy hai con quái vật tinh thần và tra hỏi chúng đến bằng cách nào. Chỉ là làm sao mình mới có thể giống ba hơn? Lục Tân có thể khiến bản thân giống em gái hơn, như vậy để có thể mượn năng lực của em gái trong trường hợp cô không có ở cạnh. Cũng có thể nghĩ đến dáng vẻ bình thường của mẹ, sau đó mượn năng lực của bà. Nhưng mà làm sao có thể mượn năng lực của ba đây? Tính cách của bản thân và ba chênh lệch quá xa. Cho dù bản thân muốn bắt chước ông, cũng sẽ không học được bản chất. Vừa nghĩ vấn đề này, Lục Tân vừa sải bước vọt tới trước, mà còn càng chạy càng nhanh. Chẳng bao lâu, anh đã đến tầng dưới nhà của tiểu quỷ. Ngẩng đầu nhìn lên, Lục Tân cảm thấy đau đầu, tai nổ vang, cảm giác giống như bị một đống tín hiệu TV nhiễu loạn ảnh hưởng. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ khiến anh choáng váng trong giây lát. Sau đó, anh đã tỉnh táo lại và sải bước lao vào hành lang. Tuy rằng có thể trèo tường, nhưng suy cho cùng em gái không có ở bên, bản thân Lục Tân vẫn cảm thấy có chút không quen khi sử dụng năng lực của cô. Lúc nãy leo từ phía trên xuống đã sợ đến chân có chút mềm nhũn,
quả thực có chút mâu thuẫn. Thêm vào đó, nghe tiểu quỷ vừa nói, những con quái vật này sẽ tìm từ bên dưới lên, vì vậy có thể bản thân sẽ chạm trán với chúng trước. Lục Tân bước nhanh vào hành lang, chưa kịp bấm thang máy, anh đã định lao lên từ cầu thang. Nhưng vừa cất bước, anh chợt sững người nhìn thấy một bóng đen trước mặt. Nhìn kỹ lại, bóng người trong bóng tối càng hiện rõ, chỉ thấy bà đang run rẩy đứng trong hành lang, ánh mắt lạnh lùng. Lục Tân giật mình, bà Vương. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 270, Tòa Nhà Điên Cuồng 2. Bạn nãy lúc trở về cùng tiểu quỷ, Lục Tân đã nhìn thấy bà cụ, họ Vương, có vẻ như dẫn theo một đứa trẻ đến sống ở đây. Bà là một bà cụ rất hiền lành, ngày thường làm những món ăn ngon, còn mang đến cho hàng xóm nếm thử, có quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng. Bây giờ là nửa đêm, lại có quái vật tinh thần ở đây, bà làm sao có thể xuống lầu? Cháu là chàng trai mà cách dẫn về đúng không? Bà Vương nhìn lên và thấy Lục Tân, mặt hiện lên vẻ hiền lành, nhưng cũng không biết là do ánh sáng lúc này quá tối hay là gì khác. Nụ cười của bà có vẻ hơi cứng nhắc, trong mắt thì hơi lộ ra vẻ âm u. Bà nâng chiếc giỏ trên tay lên và cười từ tốn, bà mang ít đồ ăn ngon sang cho hàng xóm. Nửa đêm đi cho đồ ăn ngon, Lục Tân hơi nhíu mày, cảm thấy bà không ổn lắm, nên không lập tức rời đi ngay. Đúng vậy, bà nội Vương từ tốn nói, chậm rãi đi xuống lầu, giọng nói có chút khác thường trong hành lang tĩnh mịch. Tôi chỉ là một bà cụ quá, sống ở đây cùng cháu trai, ai biết khi nào sẽ bị bắt nạt. Những hàng xóm này, không ai là người tốt, ngày ngày chỉ nghĩ đến chút đồ ăn ngon bà già này mua, mang một ít trái cây hỏng hóc đến để lấy lệ, chẳng qua là tôi không muốn so đo với họ thôi. Dù sao, sau này thực sự có chuyện gì, cũng phải nhờ họ giúp đỡ. Ăn đồ của tôi, không trả ơn này, bà già này dễ bị bắt nạt như vậy sao? Vừa làm nhảm, bà ta vừa từ từ bước xuống, cầm cái giỏ lên và nhổ vài ngụm vào đó. Trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị, cho bọn họ ăn, để cho bọn họ ăn. Lục Tân cau mày, chăm chú nhìn bà cụ, không nhìn thấy quái vật tinh thần trên người bà ta, vì vậy chỉ gật đầu. Anh nhảy lên, nắm lấy tay vịn cầu thang rồi sải bước lên lầu. Đi lên từng tầng một, anh phát hiện tòa nhà này dường như trở thành cõi ma vào lúc này. Lúc này anh vẫn còn bắt chước theo trạng thái năng lực của mẹ, vì vậy anh có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Đi một mạch lên thì nhìn thấy các loại hình ảnh trong toàn bộ tòa nhà, hay nói cách khác là chúng trực tiếp xuất hiện trong tâm trí anh. Lên tầng 4, thấy một cặp vợ chồng đang cãi nhau, người phụ nữ đứng ngoài, bụng to, mắng mỏ vào bên trong, ông tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì sao. Ông là đồ khốn nạn, lừa được tôi rồi còn nghĩ đến bạn thân của tôi. Bức ảnh ông ở trong nhà vệ sinh làm chuyện kinh tởm đó với cô ta, tưởng tôi không nhìn thấy sao. Ông kinh tởm gần chết, người đàn ông trong nhà điên cuồng đập phá đồ đạc, từ lâu tao đã hết chịu nổi mày rồi. Mày ngày ngày giả bộ giả mồm cái gì? Ngày trước ngày nào mày cũng chơi hộp đêm, có biết bao nhiêu thằng đã ngủ với mày, tao còn không biết sao. Dựa vào đâu những người đó mời một ly rượu là có thể ngủ với mày? Dựa vào đâu bây giờ tao phải mua nhà cho mày, mua xe cho mày, phải mua hoa quả đắt gần chết cho mày? Dựa vào đâu tao phải hạ thấp mình phục vụ cho mày? Lục Tân không để ý đến, lao thẳng về phía trước. Khi lên tầng 7, thấy có người đang đánh nhau, một người phụ nữ hơi mập đang tát mạnh vào người ông già ngồi trên xe lăn. Già không chết, mau nói cho tôi biết, tiền giấu ở đâu rồi? Tiền của con trai ông là của tôi, dựa vào đâu ông lại giấu đi? Đôi mắt gian xảo của ông ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào mông của tôi, ông cho rằng tôi không biết sao? Ông thật ghê tởm, thật không biết xấu hổ, đáng bị đẩy xuống lầu. Đáng chết, ông đừng hòng chạy. Ông già đưa tay che đầu và ra sức hét lên, mày đừng hòng tìm thấy, đó là tiền của con trai tao. Mày đừng hòng tìm thấy, cho dù có đốt tiền tao cũng sẽ không đưa cho mày. Mày nằm mơ đi, đồ gái điếm thối tha như mày nên bị ném ra. Ngoài hoang dã, người trong tòa nhà này đều điên rồi. Lục Tân có một cơ thể cường tráng, anh chạy thẳng lên cầu thang, như đang đi qua một địa ngục. Anh nhìn thấy một học sinh cấp 3 đeo kính mắt mặc đồng phục học sinh,
ngồi xổm ở cửa, đổ cả thùng xăng lên cánh cửa khóa chặt. Sau đó cười dữ tợn châm que diêm quẹt, rồi cười nham nhở, đốt chết các người, đốt chết các người, ai kêu các người không mua máy tính cho tôi. Thấy một đứa trẻ xô ông già đang đi về phía cầu thang, mắng, ông quản tôi, ông đi chết đi. Nhìn thấy một thanh niên mặc đồ cải trang và mang giày da đang ăn trộm thịt xông khói trên bệ cửa sổ của nhà hàng xóm. Thấy một người vợ đổ lọ thuốc xanh vào nồi canh, vừa khuấy mạnh, trong khi đôi mắt ánh lên vẻ hầm hầm, đi chết đi. Chết hết đi, dựa vào đâu công việc ở nhà đều do tôi làm, dựa vào đâu mọi sự bực tức đều do tôi gánh chịu. Chi bằng chết đi, chi bằng tất cả mọi người cùng chết đi. Các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.